thức về môi trường ở Việt Nam còn quá thấp, và nó thực sự thấp báo động đến mức mà hôm trước mình xem cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ấy, mình còn thói quen lúc đi tắm mình bật cái đấy lên nghe cho vui ấy. Cái tập hôm đó là người ta ghép đôi cho một cô giáo tiểu học và một anh nhân viên văn phòng. Khi mà cái anh này anh nêu ra tiêu chuẩn bạn gái ấy, thì anh ấy còn nói là anh thích người phụ nữ biết phân loại rác và hiểu về môi trường. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, và riêng cô giáo bên kia còn nhìn sang tỏ vẻ rất là khó hiểu. Xong rồi lúc màn kéo lên thì cô giáo nha, hỏi anh kia một câu như này: "Ủa anh ơi, anh em không hiểu là phân loại rác là để làm gì?" Em thấy là lúc nãy anh nói mấy cái vụ mà phân loại rác anh, em thấy có vẻ hơi nguyên tắc. Em có khi em bỏ, em thấy lượm rác được là được rồi. Chứ còn giờ bắt đầu phân ra, ủa phân ra để làm gì? Mình nghe từ đó là mình kéo xuống mình bình luận liền. Mình ghi: "Ủa làm giáo dục mà hỏi phân loại rác để làm gì?" Xong một điều rất nguy hiểm là khi mà mình bình luận ấy, thì mình cũng đọc được những cái bình luận khác. Và rất nhiều người nói: "Ủa đi kiếm bạn gái mà rác này rác nọ cái gì vậy, ông này bị dở hơi à?" Các bạn ạ, khi mà cái tâm lý cha chung không ai khóc nó đã ngấm quá nặng ấy, thì những người văn minh bị gọi là dở hơi. Vì ngoài bản thân họ ra họ còn nghĩ đến người khác, nghĩ đến động vật, nghĩ đến môi trường. Nếu bất cứ ai trong số các bạn nghĩ là cái chuyện môi trường nó chả ảnh hưởng gì đến bạn ấy, thì mình năn nỉ bạn hãy nghĩ lại. Tại vì nó gần bạn hơn là bạn nghĩ. Khi người ta vứt rác xuống cống, bít miệng cống thì nhà bạn bị ngập. Khi môi trường ô nhiễm thì chính con cái bạn bị nhiễm độc nhiễm trì. Khi ngoài biển toàn nhựa thì bạn ăn tôm cá vào cũng chỉ là ăn nhựa và ngừa thôi. Chắc các bạn cũng từng xem cái video người ta gắp cái ống hút nhựa ra khỏi mũi con rùa đang rất là đau đớn rồi đúng không? Rất là đau lòng, và mình kêu gọi các bạn nếu các bạn đang xem video này thì hãy cùng với mình tạo nên một sự khác biệt.